Kênh Cuộc Sống Quê xin chào tất cả mọi người. Một vụ mùa mới lại bắt đầu này mọi người. Nay bưởi Ruby cũng khá to rồi. Còn một số thì vẫn đang ra bông này. Bữa nay thấy đậu trái là khá ok rồi đó. Ơi, tỷ lệ đậu trái cũng rất là cao luôn. Đây trái đây nhìn mê ly luôn mọi người. Trái rất là đã luôn này. Đây một chùm chỉ có duy nhất coi trái rụng này. Mấy trái này là đậu này, sau này mình sẽ tuyển chừa lại hai trái trên cái nhánh này nè. Ôi trái này mọi người quá đã luôn. Này trái này bị nám đẹp chưa, một vụ mùa mới. Đây này đã ghê chưa, mà phải công nhận dòng bưởi này đầu trái cái khá quá tuyệt vời. Trên cao có mấy chùm trái rất là đẹp luôn này. Đây nè. Khá là to. Hôm nay vô thăm vườn mà thấy nó đậu trái như thế này là cũng khá là mừng. Bông bưởi thơm quá mọi người ạ. Cành này thì đang ra bông. Nhìn vậy thôi chứ đậu trái cũng ghê lắm ạ. Đây có hai em này. Hai em này công nhận cũng lớn nhanh thật. Mới đây chưa lâu mà bông chưa lâu mà bây giờ trái to thế này. Một vụ mùa mới bắt đầu. Đây. Mới ra này. Trái mới ra thôi nhưng mà nó cũng bây giờ nó cũng lớn khá nhanh. Đây, trái cây cũng mới ra luôn này, chưa lâu này. Trái mới ra, đẹp chưa mọi người? Đẹp mê ly luôn này. Đây rồi. Số thì trái to mà số thì cũng ra bông này. Trái này bông trên kia rất là tuyệt vời luôn. Ôi mấy cái nhánh bông này đẹp ghê. Ôi trời ơi, cành thấp thôi nhưng mà trái kìa, mê chưa? Trái ơi là trái này. Vài bữa nữa mình tuyển, còn khi nào nó to mình chỉ tuyển những trái đẹp mình chừa lại. Ôi trái đẹp mê ly luôn. Bông rồi trái. Trái nữa. Quá là ok.
Quá đẹp. Trên này có hai trái nữa nè.